hội trường tổ chức tiệc cưới rộng khoảng 2.000 m². Toàn bộ tiệc cưới được trang trí bởi hai tông màu là trắng và đen. Trong đám cưới, cặp đôi chọn bàn tiệc là loại bàn tròn, ghế màu trắng. Loại ghế này mang phong cách tân cổ điển Pháp với lưng ghế hình bầu dục, có đệm nhung hoặc là đệm vải lanh tự nhiên. Từng bàn tiệc được trang hoàng bởi hàng trăm trụ hoa pha lê, mang đến vẻ lộng lẫy, sang trọng cho không gian. Trần nhà hội trường được che phủ bởi những vòm hoa khổng lồ và hơn 100 dàn đèn chùm cỡ lớn. Hoa tươi sử dụng trong tiệc cưới là hoa cẩm tú cầu và hoa hồng nhập khẩu từ Anh. Hiện tại, việc thi công trang trí không gian tiệc đang được hoàn thiện gấp rút với đội ngũ thiết kế thi công lên tới hơn 100 người.